Giờ em hỏi chiêu đã đại ca ơi. Từ từ bình tĩnh, có lóc chưa dậy? Chưa có lóc đúng không? Ủa có lóc rồi. Cái nồi. Đó nhảy qua bơ, nhảy trước mặt được ha. Chơi chơi chạy giật lụi lại. Nó là con biến thái. Rồi anh Sơn ơi, anh Sơn ơi, cứu 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 ơi, anh Sơn ơi, ôi trời ơi. Ông không bắn con lôm, ông bắn con gì đó nha. Đau, đau. Mình kéo đam nha anh em, mình kéo đam thôi. Ôi, sao anh Sơn bây giờ chưa xử được ái chân dày? Cứu bé. Cứu bé anh Sơn ơi. Cái bẫy của anh đâu rồi, em chạy vô cái bẫy. Anh tính quay lại cái bẫy mà con lôm nó làm ác quá. Ngày xưa thiên tâm nó mạnh mẽ bao nhiêu, bây giờ thiên tâm vô đây là bị rượt tụt huyết áp luôn. Dọn đường môn luôn đi anh. Đúng rồi, rồi đó, anh đặt bẫy nó đi, em đứng đây cho. Ai mất tàng kiếm nha. À, chém không nhúc nhích được luôn. Thật là kinh khủng quá đi. Ê, nó lóc chung à. Đâu có nhiều. Wow. Chiêu giao hồi. Ai cho bạn ngồi, ai cho bạn ngồi, ai cho bạn ngồi, ai cho bạn ngồi. Wow, cùng luôn ngủ độc. Đã bắt ngủ độc anh Sơn ơi. Kệ tiếng cùng luôn đi. Thấy mùi nồi em rồi, thấy mùi nồi em rồi, thấy mùi nồi em rồi. Á nhiều vô mấy cái con cóc ghẻ của nó không à anh em. Wow, ghê thiệt. Thôi rồi, Lượm ơi, bắn nó đi anh. Thiên tâm nhiễu vô mấy con cóc, mấy con rết không luôn á. Lậm đường môn luôn nha. Bi mèo. Tôi đến gần đường môn mà nhiễu thiên tâm. Trời ơi, đất hỡi. Thiệt chứ cái chiêu cuối thiên tâm là cái chiêu ta nói nó phế nha anh em. Thiệt nhiều anh em cảm thấy chiêu cuối nó mạnh chứ mình thấy nó phế tạo lắm nha anh em ơi. Rồi tim nãy nữa nè. 2-3 lướt. Từ môn lên bẫy ít nó bắn mình cái hứ hự luôn, mất luôn cái bẫy ít. Ơi đừng mong bên kia còn à. Hay quá, đừng mong khỏe kêu anh em, cân luôn cả thiên tâm. Quá ghê, quá ghê. Ai chà. Căng à. Cố lên Sơn ơi, cố lên Sơn ơi, cố lên Sơn ơi. Đúng rồi. Đúng rồi, em nhảy qua bên này. Ngẫm luôn anh em ạ. À. Ôi, nữa kìa.
Mình đứng đây để cho con Kunlun nó target mình, sau đó mình sẽ quay qua ăn dương môn nha anh em. Đó, đóng băng được dương môn, ăn luôn cái bẫy của dương môn cái nữa là tôm liền luôn rồi đó. Ơi, lóc lóc lóc, đeo 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 đeo. Ok rồi, đường môn mình chỉ cần ngồi thiền thôi là con luôn bên kia hẹo liền. Đó, mình giống như gọi là câu kéo tất cả combo của team đội bạn, sau đó mình sẽ ra đi, phần còn lại là đường môn lo. Nữa ta, ủa, sao mà chơi kèo này nó căng vậy? Ngồi dựng môn đứng đứng vô đây nè, đứng vô cái bẫy nè, đó rồi rồi xong rồi rồi đó, tôi chạy đây nha. Bẫy ít mừng quá, bẫy ít hồi anh em à. Cứu em anh Sơn. Rồi xong luôn, hay quá, đường môn đã tiếp tục gánh tìm. Ôi nữa kìa. Dương môn này anh em biết cái khuyết điểm dương môn là gì không anh em? Bị đứng vô bẫy của đứng vô bẫy của đường môn. Cái tội không chịu ra ngồi thiền còn chấm máu vô quýnh nó. Cân kèo cân kèo cân kèo, đập đường môn đập đường môn. Đường môn bên mình nè, sắp mặt rồi anh em ơi. Anh Sơn đã dính trưởng à, kèo cân mà mình đã BK thua anh em à, chứng tỏ là team mình BK gà hơn. Wow, team này căng nè. Chỗ bé, chỗ. Nó có lên top nổi không? Ủa, team này nữa. Á à, nhữ toàn vô cái con gì đâu không. Ồ, team này tính ra gặp 4 trận nè anh em. Ôi, cái bẫy đặt sai rồi. Cái bẫy đặt dính con kia rồi, giận dương môn nó còn full máu rồi anh em ơi, nó quýnh thấy mẹ luôn rồi. Ôi, cho tôi. Rồi thôi, thôi. Cố lên, được không? Em tin anh, bắn đi. Quá ghê, quá ghê. Đừng đâu mà hẹo anh em ạ. À. Rồi xong, 14/16 và 8:30, người ta cũng 14/16 nhưng người ta chỉ có 6:24 thôi. Thì vậy là mình sẽ nằm ở đây.